Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Gia S 125. Chán chuyện hơn sau cái màn nâng cấp viêm túi tiền từ người chủ. Cái dòng xe 2 tỷ Gia S 125 được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường vào những năm 1998, phân phối chủ yếu ở một số thị trường Đông Nam Á như Malaysia và Việt Nam. Sau đó vẫn được sản xuất tại thị trường Malaysia đến đầu năm ngoái. Thì cái dòng xe này đã chính thức bị khai tử, để lại cái sự hối tiếc cho những người chơi chưa có dịp sổ nó và vô tình làm tăng giá trị từ những cái con xe nguyên bản ở Việt Nam hiện nay. Khoác trên mình một cái tông màu trắng bạc đen lịch lãm và đầy tính thể thao, cái tông màu này hiện nay được giới chơi những chiếc Gia S sử dụng khá nhiều. Sau khi đã quá nhàm chán với cái gam màu vàng, đỏ, đen hay là xanh sibi. Bắt đầu từ phần tay lái, người chủ đã rất mạnh tay trang bị em ấy cái cộng thắng Rainbow AZ19 phiên bản Costa với tổng giá trị hơn 6 triệu đồng, đi cùng với bình dầu cùng với thương hiệu, mang đến chiếc xe lực phanh được cải thiện rõ rệt và được tích hợp khả năng chống gãy. Đi cùng đó là cụm tăng tốc Domino phiên bản dành cho cái dòng 2 thì giúp rút ngắn hành trình về ga để chiếc xe được bay nhanh hơn. Ở bên phần tay con được trang bị cái cụm tim em giúp cho xe phát tăng con bằng tay vô cùng tiện lợi. Đi cùng với đó là cái sự tinh tế hài hòa giúp chiếc xe thêm chút sang trọng đẳng cấp hơn. Bên cạnh là cụm công tắc Domino mỏng tích hợp rất nhiều nút cho chủ xe tha hồ chế cháo những chức năng. Hệ thống phanh trước đầy giá trị với heo dầu Rainbow Felix 2 bit đã xứng có mức giá khoảng 10 triệu đồng đi cùng với đĩa phanh Rainbow Oversize, được làm cái tấm lòng CNC và được bắt hoàn chỉnh nhờ vào cái sự trợ giúp của một cái phát nhôm CNC. Cái dòng S được bấm ngắt gần như full cái đầu, làm nó bật những cái nét đẹp về mặt cơ khí. Trang bị trên mình phục nitrogen bình dầu rời ở phía sau, thể hiện cái giảm sóc có cái trợ lực xuất xứ đến từ Anh Quốc này, chuyên cung cấp cái phục nhúng dành cho những dòng xe. Tuy nhiên phải đặt hàng rất lâu và có mức giá rất cao nên dòng phục này ở Việt Nam rất là ít. Hãy dùng trên mình cái bên đạp Rainbow cho kích thước lột ốc khác với cái mẫu Xin theo xe, nên người chủ phải nhờ người thợ CNC thêm một phát nhôm riêng để cái việc chế bên đạp nằm đúng vị trí hơn và giúp lực phanh được ổn định và chuẩn nhất. Chiếc xe còn được đang trong quá trình là thành hình nên cái phần heo sau được người chủ còn để cái tạm trống. Và cuối cùng cũng không quên nhắc về cái bộ mâm Daytona có xứ đến từ Bản, được rất nhiều anh em chơi xe Việt Nam là ao ước sở hữu với danh tiếng và cái độ thẩm mỹ của nó khi được gắn lên những cái dòng xe đậu. Kawasaki Kip 110 nâng cấp có cái màn tái sức rất là chất ngất. Từng đình đám một thời với những mẫu hai thì nổi tiếng như Honda NSA, Yamaha TZM v.v. Kawasaki Kip 110 còn được anh em gọi cái tên thân thường Kawasaki Kip là cái dòng hai thì ở phân khúc 150 phân khối mạnh mẽ. Một thời lừng danh quanh liệt trong giới chơi xe, thế nên những tay chơi bình thái muốn lưu giữ với đạp ấy nên đã lột xác chiếc xế bằng cách tích hợp lên hàng loạt những phụ kiện đầu chơi thực chất. Một cái gam màu xe làm chủ đạo chính, đi cùng đó là những món đồ chơi kiển cùng thương hiệu chân giá như Rainbow đã khiến chiếc xe lột xác hoàn toàn đẳng cấp cũng như tăng thêm cái chút hiệu năng hơn. Cái cụm thắng Rainbow Crossy mà chúng ta đã nhìn thấy qua logo đỏ trên cái thân cụm, đi cùng đó là bình dầu rời với cái nước dầu màu đỏ. Việc cắt hoàn chỉnh cái mẫu cụm này giúp tăng thêm cái sự đẳng cấp cho xe cũng như thực hiện những cái sự phanh trở nên ổn định khi xử lý những cái tình huống khẩn cấp. Giặt cốc này ta thấy cái sự hiện diện của cụm công tắc Hennquist tới 7 công tắc, đây là mẫu cụm chuyên dụng. Chàng trưng hấp dẫn khi là bỏ mâm đúc nguyên thủy và thay vào đó là bánh căm nhìn nhôm hiệu của DAD ống ánh cái sắc vàng thật đẹp. Hệ thống phanh nâng cấp mạnh theo Rainbow 4X qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC chạy từ máy cho có độ chính xác cực cao. Giặt cốc này cục máy huyền thoại của dòng xe 2 thì. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh theo Rainbow 2 bit đối xứng logo lớn đi cùng với dòng S. Một Ấn Độ huyền thoại đến từ Baker Thái.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này đã trực tiếp. Nhớ like, subscribe.